Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân BB, chào mừng các bạn đã đến với cái clip tiếp theo của mình khi mình chơi game Plants vs Zombie 2. Anh em ơi, hiện tại tôi đang ở cái màn 31 và sắp tới cái màn boss rồi, vượt qua cái màn 31 là phá đảo cái map âm nhạc anh em ơi. Trời ơi, không dễ đâu anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ chiến từ từ nha. Tôi sẽ vượt qua cái màn 31 rồi tới cái màn boss anh em ạ. Tôi cũng rất là băn khoăn không biết cái màn boss nó có cái gì khó không mà anh em cứ bảo là nó khó quá các bạn ơi. Ok, let's go, chiến thôi. Nào. Ui trời ơi, trận này là một màn khó anh em ơi. Bơi đi, sợ gì mà bơi. Ui, chúng ta sẽ chơi lấm anh em nha. Và cái con này là con điện anh em ạ. Ui, con này mạnh dã man luôn các bạn ạ, thề luôn. Con điện này mạnh dã man luôn các bạn. Ngày xưa tôi đã được chơi rồi. Trời ơi, phê. Ui trời ơi, cái gì thế? What the hell? Mẹ xuất hiện luôn này. Bắn nó đi. Điện đây. Xích nó. Ok, điện kìa. Ơ điện, bắn nó đi. Ờ cứ từ gã. À. Ui, anh em thấy chưa? Điện nó phải chờ nó hồi đấy anh em, mà hồi điện thì nó mới chích được anh em ạ. Thấy nó có điện này mạnh, anh em hãy xem nha, anh em xem. Vui dã man luôn. Con điện này không biết mất bao nhiêu tiền để có được nó các bạn ơi. Đấy. Cứ một phát điện của nó là một con anh em ơi. Ghê lắm. Mấy tên người khổng lồ này mà gặp phát điện này là một ăn ngay một phát là toang luôn. Nào, hãy đánh người khổng lồ đi. À đủ. À đủ anh em ơi. Mấy con này căng nha. Ui. Mà tên người khổng lồ này một phát nó cho đi luôn anh em ạ. Gắt không chịu được. Xịt nó đi. Ô kìa. Sao không tự... Ôi, hay. Mày quá anh em ơi. Cuối cùng nó xịt đúng người anh em ơi. Nó phải xịt đúng người khổng lồ đấy thì nó mới bớt nguy hiểm được anh em ạ. Nào, đang cần thêm tiền nha. Tôi đang cần thêm tiền anh em ạ. Chắc có lẽ là tôi phải trồng thêm nấm anh em ạ. Trồng thêm nấm để trồng thêm nhiều bài lát này hơn. Ai, hai ấy. Thôi, nhạc nổi lên rồi. Nhạc nổi lên anh em ơi, nhạc nổi lên thôi. Căng này. Rồi, cẩn thận. Ui. Hết chiếc lá anh em ơi. Hết chiếc lá rồi. Bình tĩnh, đứng đây các men. Điện ơi, giật nó đi, giật thằng to này. Ui, giật điện nó không giật thằng to được gì anh em nhỉ. À, cay đã chịu được. Giật thằng to anh em ơi. Xong rồi. Càng thế nhỉ. Khó thiệt anh em ơi. Mất xe anh em nha, tôi mất xe rồi. Chấp nhận mất xe anh em nha. Không còn gì để chơi đâu anh em ạ. Ôi, tôi một ngày tôi không chơi thôi mà tôi cảm thấy nó khó thế anh em ơi. Khó vãi, con này ai chơi em ơi. Trịch điện nó đi. Dùng cây, nhanh, khẩn trương. Càng đây anh em ạ. Rồi, hai. Này, hỗn này. Bật nhạc này đi em. Cây điện đâu rồi. À, đủ. Này, tiếp tục trịch điện nhá. Đừng nghĩ là mình có thể sống được. Nào, đúng rồi. Hai. Con này nó cũng khốn nạn này. Con này nó đá black của tôi đi. Đủ. À, nó gặp được rồi. Trích nó anh em. Cố gắng chơi hết sức có thể em nha. Ơ kìa rồi, hay. Ui, chưa toang em ơi, tôi đang cố gắng đây. Bảo vệ. Ừ, qua màn. Trời ơi. Chơi rốt vậy cũng qua màn đấy anh em ơi. Phê nói nè. Ok anh em chiến tiếp nha. Màn tiếp theo các bạn ơi. Màn này là màn khó này. Màn này anh em bảo rất là khó đây. Màn cuối cùng anh em ơi. Màn boss tôi sẽ phá đảo anh em ơi. Được rồi. Ui trời ơi anh em ơi. Ui màn này nó cả có một cả cái sân khấu âm nhạc để nhảy nữa cơ. Vãi thiệt đó nha. Mẹ cái thanh niên này giờ nó nhuộm tóc xanh tóc đỏ anh em ơi. Rồi anh sẽ hạ gục các chú. Gạt đấy. Ui. Ghê nha. Không đùa cho nha. Khó nha. Màn này khó đấy. Tôi có sự hỗ trợ của thanh niên này em ạ. Thanh niên xương rồng anh em ơi. Cứ bình tĩnh em nha. Màn này khó đấy. Cứ bình tĩnh thôi. Nào bắn nó tấn công nó. Ăn hành đi. Rồi làm chậm nó. Hay hợp lý. Bơi vào đây đây. Các chú bơi vào đây đây. Nó bây giờ nó vứt được cái noa này anh em ạ. Nó vứt được cái noa này cơ. Nguy hiểm mãi luôn. Tôi sẽ phá hết cái noa này anh em ạ. Phải phá hết những cái noa này đã. Đây. Đẩy gần đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Hợp lý anh em ạ.
Tôi sẽ cái bật để và lát này gần đây thì nó sẽ phá hỏng hết mấy cái loài luôn. Thằng này sao nó vẫn bơi được vào đây vậy anh em ơi? Ui con nợ này bơi vào đây làm sao mà bơi được? Đấy. Ui 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 nằm chậm. Gạt đây gạt nhanh mà. Không đùa đâu, không đùa đâu, màn này khó thật đấy. Màn này khó thật anh em ơi. Màn này khó thiệt anh em ơi. Màn này khó thiệt anh em ơi. Màn này khó thiệt anh em ơi. Ui thằng mũ sắt anh em ơi. Căng chưa. Chị đại này, có cả chị đại xuất hiện ở đây nữa các bạn ạ. Mũ sắt này, ui những mũ sắt này đi. Ui những mũ sắt này đi. Ui ui. Mẹ cái sóng loa này nguy hiểm quá anh em ơi. Sóng loa nó bắn một phát là tôi toang hết luôn anh em ạ. Tôi phải đặt cái sóng âm ở đây mới được. Adu. Thực sự nha, thực sự là tôi cảm thấy nó hơi căng anh em ạ. Thực sự cảm thấy hơi căng em nha. Hơi căng ấy. Hơi căng đấy. Mấy cái loa này khỏe thật anh ạ. Loa nó bật nhạc lên phát là quân của tôi bị toang hết luôn anh em ạ. Ghê thiệt. Mẹ cay thế nhỉ. Nó làm hỏng hết luôn, nó làm tôi không còn một cái gì luôn anh em ạ. Vai thực sự luôn á. Gắt thế. Màn này khó thật anh em nha. Đấy anh em thấy chưa. Mấy cái loa nó sợ chưa. Ui. Ui kìa. Không. Dậm nó. Rồi may quá. May quá anh em ơi, nhưng mà vẫn nguy hiểm lắm, vẫn nguy hiểm lắm. Chưa xong đâu, mọi chuyện vẫn chưa qua anh em ơi. Ui. Mày. What? Giờ tôi chơi bằng cái bài lát gì anh em ơi? Vãi lỗi. Bây giờ tôi phải chơi bằng cái bài lát gì đây anh em? Anh em hãy cho tôi một cái lời giải đáp với tôi chơi bằng bài lát gì bây giờ để win ván này anh em ơi. Vãi thiệt sự anh em ơi. Khó thế. Đấy rồi, sóng nhạc rồi. Dậm. Dậm, đúng rồi, hợp lý. Dậm tiếp, đợi được về gần đây rồi mình sẽ phải dậm tiếp anh em nha. Adu. Ghê. Từ đó dậm. Chết đi. Rồi, xong rồi. Mất xe rồi. Căng rồi, mất xe rồi. Ui. Ê, màn này gay thế nhỉ. Tôi vẫn kiên trì chơi anh em nha. Tôi phải bảo vệ chỗ này nhiều hơn anh em ạ. Giờ tôi đã mất xe rồi, mất 2 xe rồi á. Ui gắt vậy, mất 2 xe rồi anh em ạ. Ra được tí nào thì nó ăn hết rồi đâu nữa. Ui. Toang. Có chiếc lái rồi, dập. Rồi. Cơn nguy hiểm tạm thời qua đi. Nhưng mà lại có một cái đợt nguy hiểm khác lại ập tới anh em ơi. Tấn công nó. Rồi. Làm sao? Đề phòng nha, tôi sẽ để cảnh giác cái chỗ này hơn. Ui giời ơi, mất luôn cái loài anh ạ. Cảnh giác cái chỗ này anh em ạ. Cảnh giác hai cái tầng dưới này nó bị mất rồi. Ui trời, ui mẹ gắt vậy. Phá nó. Bơi vào đây. Ui. Tấn công nó nhanh. Khó thiệt sự anh em ạ, khó thiệt đấy. Làm chậm nó lại đã. Tôi đang cố gắng hết sức. Ui, thanh niên này bây giờ nó đổi ca sĩ anh em ơi. Nó đổi tóc rồi, gắt vai luôn. À mày, tên khốn này. Đừng nghĩ là có thể win được anh. Phá cái noa đã. Ui, nó lại mọc thêm noa. Má. Phá noa tập trung này anh ạ. Gọi hết anh em tập trung nó phá cái noa này, phá hỏng noa thì không có đàn nó sẽ làm mất hết blast của mình anh em ạ. Đủ căng vậy. Đấy. Rồi tôi hiểu rồi, phải phá hết noa của nó anh em ạ. Muốn win cái màn này phải phá hỏng hết noa của nó đi. Nó sẽ không làm được cái trò mèo gì đâu anh em ơi. Sao mà ăn được anh, các chú làm sao mà ăn được anh. Ui. Ui chỗ này nguy hiểm. Chỗ này nguy hiểm nhá. Lại có loa này anh em ạ, lại có nhạc nó lại nổi lên rồi. Nhạc nó lại nổi lên anh em ạ. Thôi phá hết noa của nó đi. Không cho nó lổ nhạc. Đấy. Trời ơi. Người khổng lồ xuất hiện em nha. Người khổng lồ xuất hiện rồi. Bắn nó đi. Thôi. What the hell. Cay vãi. Cứ bình tĩnh em nha. Cứ bình tĩnh. Người khổng lồ lại xuất hiện này. Nằm chậm vào đá.
Các mi chưa thắng được đâu. Các mi chưa win được đâu nhá. Chưa win được đâu các anh ơi. Ui, tôi phải bảo vệ chỗ này em ạ. Chỗ này cần được bảo vệ anh em nhá. What the hell. Xin chiếc đá anh em ơi. 1000 đá rồi. Bảo vệ hai cái ô này. Ăn tỏi anh ơi. What. Đù. Ghê vậy trời ơi. Nằm chậm. Thằng này nguy hiểm. Rồi. Nó bị đơ rồi. Cơ hội của tôi đây. Mua thêm ná anh em ơi. Trời ơi, vẫn chưa xong á. Gắt vãi anh em ơi. Kinh gì anh em ơi. Hay anh em ơi. Cái loa này đang giúp tôi anh em ạ. Thằng này hay quá. Cái loa này đang giúp tôi anh em ơi. Tấn công đi, cái loa đang giúp tôi. Đừng phá hủy mấy cái loa này. Muốn thắng cái màn này thì đừng phá hủy mấy cái loa này. Nào loa ơi. Nổ bên dưới đi loa ơi. Rồi hay, loa đang giúp tôi anh em ơi. Đừng. Không tấn công cái loa anh em nha, Sắp win rồi. Sắp win rồi. Giảm cho nó phát. Cố lên, gần win rồi, ăn tỏi đi. Yeah. What the hell. Yeah, anh em ơi, tới giờ anh em bây giờ win nó phải đẳng cấp, vui vãi luôn, thằng này toang rồi anh em ơi. Yeah, phá đảo ma âm nhạc em nha, ok anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với những clip tiếp theo của mình nha. Ok, vui quá anh em ơi, phê vãi. Yes. Easy.